Mở tài khoản của bạn. Chọn thêm Telegram. Ở đây bạn sẽ tìm thấy mã thông báo. Mã thông báo là một chuỗi các số và chữ cái ngẫu nhiên. Nhấp vào dấu hiệu ở mã thông báo. Sau đó, nhấp vào dòng chữ Tovefalutbot. Bạn sẽ thấy huy hiệu của Telegram Vefalut. Nhấp vào mở Telegram. Bot Telegram sẽ mở. Nó sẽ cung cấp cho bạn để chọn lệnh. Nhấp vào bắt đầu. Sau đó, bot sẽ yêu cầu bạn nhập mã thông báo của bạn. Sao chép mã thông báo vào dòng. Bot được kết nối với tài khoản Vefalut. Sau đó, bạn có thể vào tài khoản. Đặt tài sản, thuật toán, sức mạnh và thời hạn cần thiết. Nhấp vào cài đặt cập nhật. Cài đặt của bạn được gia hạn. Đi tới bot Telegram và nhấp vào bắt đầu. Bot của bạn đã được khởi động. Bạn sẽ thấy cặp tiền với một thuật toán, mức độ sức mạnh và thời gian hết hạn nhất định.